anh không đúng kỳ vọng anh lắm. Tại vì là cái tốc độ của mình nhanh, mình chạy cũng nhanh. Tại vì là anh cũng kiểu như là cũng chơi thể thao ấy. Nhưng mà về cái thử thách để mà chạy, để đi tìm thứ thì không có mệt lắm, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tại vì tiếp nhất là mình mất thời gian nhiều quá trong việc để tìm ra ấy. Tìm không ra được là vì là năm cái người đó đứng riêng lẻ nhau quá, không có đứng lại một chỗ đâu, phải đi tìm tất cả vào mấy cái hội, mấy người ta đang đánh bài uống nước, người ta không biết được, còn không hiểu mình vào làm gì ấy. Các bạn có thể coi lại cái cảnh đấy. Còn mệt thì cũng không mệt lắm, tại vì là cũng đơn giản thôi. Anh nghĩ là còn nếu những thử thách tiếp theo mà khó hơn rồi mệt hơn, anh nghĩ là cũng hoàn thành được. Thực ra không quá khó đối với anh, chỉ có bị vấn đề là mình có mất thời gian, chỉ đi tìm thôi. Còn anh cũng là một người mà vận động thể thao nên là cái chuyện chạy nhảy thì nó không phải là lớn lắm. Anh có xem tập 1, anh đã xem một tập rồi, tập mà có anh Hoàng Bách ấy. Anh Hoàng Bách với lại cả anh Đức đúng không? Anh thấy rất đồng cảm và cực kỳ cũng là cảm xúc đấy, bởi vì là mình biết là cũng rất là nhiều cái gia đình nghèo và khó khăn, nhưng mà nó còn hơn, còn có một cái nữa trong cuộc sống này, đó là cái duyên ấy. Hôm nay cái duyên mình, người ta gặp được mình thì chắc chắn là những cái duyên đấy là mình sẽ, chắc chắn là mình sẽ phải giúp đỡ người ta và mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ được